liên quan đến công tác điều trị các ca mắc COVID-19. Với khoảng 1.900 ca bệnh COVID-19 đang được điều trị, nhiều cơ sở y tế điều trị bệnh của thành phố Hồ Chí Minh đang sắp chạm mức công suất thiết kế. Theo ghi nhận tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ đã hoạt động gần hết công suất. Trong khi đó, bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện tuyến cuối trong điều trị COVID-19 của thành phố vẫn đang trong thời gian phong tỏa. Bệnh viện Nhi đồng của thành phố có công suất 80 giường bệnh. Bệnh viện Nhi đồng 2 có công suất 60 giường cũng đã kín chỗ và không thể tiếp nhận thêm. Do đó, nếu bệnh nhi mắc bệnh sẽ phải chuyển đến bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương hoặc Củ Chi. Hiện tại bệnh viện COVID-19 có công suất lớn nhất là bệnh viện Trưng Vương với gần 1.000 giường bệnh và 100 giường hồi sức. Tuy nhiên, yêu cầu này được cho là vượt quá khả năng khi mà bệnh viện Trưng Vương chỉ có công suất tối đa là 700 giường. Trong khi đó, việc điều trị bệnh nhân COVID-19 đòi hỏi phải có trang thiết bị, máy móc và nguồn nhân lực rất đặc thù. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào hoạt động bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để tiếp nhận các bệnh nhân COVID-19. Sở Y tế của thành phố cũng đã khẳng định lên kịch bản xây lắp bệnh viện dã chiến ở nhà thi đấu Phú Thọ để có thể ứng phó phương án toàn thành phố có khoảng 5.000 ca bệnh. Thưa quý vị, Đồng Nai cần phải sẵn sàng các phương án phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất, đặc biệt tại các khu, các cụm công nghiệp sản xuất. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tỉnh Đồng Nai vừa diễn ra trong buổi sáng hôm nay. Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, từ đầu mùa dịch đến nay, địa phương này ghi nhận 35 trường hợp mắc COVID-19. Riêng đợt dịch thứ tư này có 4 người mắc đều về từ các vùng dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương. Hiện toàn tỉnh có 500 F1, 2.000 F2. Qua kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp sản xuất, khu vực trọ của công nhân và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đại diện Bộ Y tế cho biết Đồng Nai là địa phương có số công nhân cao nhất cả nước với hơn 1,2 triệu. Trong đó, tại các khu công nghiệp là 600.000 người lại giáp danh với thành phố Hồ Chí Minh, nên nguy cơ bùng dịch của Đồng Nai rất lớn. Nếu không kiểm soát tốt khi dịch bùng vào các khu công nghiệp thì rất khó kiểm soát. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị Đồng Nai cần sẵn sàng các phương án cho tình huống dịch bùng phát với 12.000 người mắc trong thời gian tới. Cụ thể là công tác xét nghiệm, xây dựng các khu điều trị hồi sức tích cực cho bệnh nhân dương tính nặng, tập huấn cho đội ngũ phòng chống dịch tại các cụm, khu công nghiệp. Bộ Y tế cũng đề nghị Đồng Nai cần sớm lên kế hoạch cho việc triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà. Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Đồng Nai cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Làm thế nào để kiểm soát chặt, truy vết, phát hiện, khoanh vùng thật nhanh nếu xuất hiện ca mới? Đặc biệt là giám sát chặt tại các khu vực lưu trú của công nhân, người lao động và hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp. Phải thống kê giám sát được đội ngũ lái xe áp tải hàng hóa đường dài từ Đồng Nai đi các tỉnh thành khác và ngược lại từ các vùng dịch về địa bàn. Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Đồng Nai cần phải cố gắng giữ để dịch không xâm nhập và lan rộng vào địa bàn. Trong lúc này đây thì thành phố Hồ Chí Minh đang trong những ngày thực hiện tiêm vaccine COVID-19 tích cực cho người dân và mở rộng đối tượng trên tinh thần bao phủ cao nhất. Ngoài sự ưu tiên tối đa cho lực lượng công nhân thì các đối tượng yếu thế cũng đã được đề xuất tiêm trong đợt này. Trong đó, người bệnh ung thư cũng là những người cần được bảo vệ đặc biệt trong làn sóng dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Chăm sóc cha nằm viện 2 tháng này, chị Tố Nga không khỏi lo lắng về nguy cơ lây nhiễm COVID-19, nhất là khi thành phố Hồ Chí Minh có nhiều bệnh viện đã bị COVID-19 tấn công. Đáng ngại hơn, cha chị là bệnh nhân ung thư. Tại vì mình thấy là chưa có chế độ gì nhiều về cho ung thư. Thì bây giờ nếu mà có chương trình cho ung thư thì chị mong là cùng những người ung thư cũng có thể chích ngừa COVID. Hóa trị được lần 4 lần rồi. Nghe nói là bệnh nhân ung thư không nên chích. Trong khi đó, ở một vài nơi, xảy ra hiện tượng các đối tượng ưu tiên được tiêm vaccine COVID-19 nhưng khi khai báo là bệnh nhân ung thư lại bị từ chối. Đây là một thiệt thòi của người bệnh mà các bác sĩ đã lên tiếng. Theo cái hướng dẫn mới nhất, thì Bộ Y tế Việt Nam cũng đã mở rộng cái chỉ định tiêm vaccine. Bệnh nhân điều trị bệnh mãn tính nói chung và những bệnh nhân ung thư nói riêng mà đang điều trị ổn định thì đều hoàn toàn có thể chích ngừa vaccine COVID-19 một cách an toàn. Cái độ phủ nó cần phải nhanh á. Nhanh như mình mong muốn, chứ mình chích năm này qua tháng nọ thì nó đâu có ý nghĩa gì nhiều trong khi những nước khác đã làm rồi. Nhưng mà với cái hệ thống vaccine, cái hệ thống tiêm chủng viên rộng của Việt Nam á, hồi đó giờ á, cái kinh nghiệm và cái lực lượng á, là mình đã đào tạo rất là tốt rồi. Vấn đề hiện nay á, là cái lòng thôi, có nghĩa là cái sự an tâm của người đi chích ngừa, thì mình có được cái phủ rộng.
Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang trong những ngày khẩn cấp tiêm chủng vaccine COVID-19 trong mục tiêu đạt độ phủ miễn dịch cho người dân thành phố. Cần thiết phải có sự ưu tiên và quan tâm cho các đối tượng yếu thế, vì nếu bệnh dịch tấn công, họ sẽ là những người bị ngã gục đầu tiên. Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trong suốt hơn một năm qua, các nhóm hacker đã liên tục mở nhiều chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các tổ chức, các doanh nghiệp cũng như là người dùng. Mới đây, thì các chuyên gia an ninh mạng tại Việt Nam đã phát hiện thêm 2 chiến dịch tấn công qua email có đính kèm tài liệu chứa mã độc với tiêu đề và nội dung có liên quan đến dịch COVID-19, vaccine COVID-19. Gần đây, chị Phương, một nhân viên văn phòng đã liên tiếp nhận được những email lạ về giảm giá điện và mua vaccine COVID-19 dưới dạng file đính kèm, tài liệu Word hoặc Excel. Thấy email có vẻ khả nghi nên chị Phương đã rất cảnh giác. Trong khi tôi đang làm việc thì tôi có nhận được 2 cái email lạ, trong đó có chứa tệp tin, thông tin về việc mua bán vaccine COVID-19. Tôi cảm thấy nghi ngờ về cái thông tin này nên là đã xóa đi luôn. Sau đó thì tôi có tìm hiểu được qua các cái trang mạng xã hội hay là những cái trang báo thì tôi biết được là những cái mail lạ như thế, trong đó là có chứa những cái tệp tin mà trong những cái tệp tin đó là có mã độc, mà khi mà mình tải những cái tệp tin đấy về thì những cái mã độc nó sẽ tự động tấn công vào máy tính của mình và ăn cắp dữ liệu. Sau khi nhận được phản ánh từ phía người dùng và đối tác, các chuyên gia công ty an ninh mạng C-Radar đã cho mã độc vào vùng cách ly trên máy tính và phân tích dữ liệu. Kết luận những file tài liệu định dạng Word và Excel nêu trên đều cài mã độc. Khi người dùng mở file tài liệu, mã độc sẽ thâm nhập vào máy tính, giúp cho hacker từ xa có thể điều khiển được máy tính. Từ đó, hacker cũng có thể ra lệnh tải về máy nhiều mã độc khác, lấy trộm dữ liệu, mật khẩu, trùng màn hình. Hiện tại, số trường hợp người dùng bị lừa tải và mở các tài liệu giả mạo liên quan đến dịch COVID-19 và vaccine COVID-19 là tương đối lớn. Như chúng ta có thể thấy, các mã độc này đều nhắm vào các doanh nghiệp và tổ chức ở Việt Nam thông qua việc tấn công bằng email tới những nhân vật và những nhân viên của các cái doanh nghiệp tổ chức này. Đây cũng là một trong những mắt xích yếu nhất trong cái hệ thống an toàn thông tin của các doanh nghiệp tổ chức, đó chính là vấn đề về nhân sự. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, mô hình làm việc từ xa ngày càng phát triển, các chuyên gia dự báo thời gian tới có thể sẽ có thêm nhiều nhóm hacker tiếp tục lợi dụng dịch COVID-19 để tấn công lừa đảo người dùng. Vì thế, bên cạnh khuyến nghị sử dụng phần mềm bảo vệ, các chuyên gia cũng khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và người dùng cần cẩn trọng, cân nhắc kỹ lưỡng khi tải về file đính kèm trong email. Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng qua, tỉnh Bắc Giang chiến đấu cam go với dịch bệnh COVID-19. Giữa tiền tuyến khốc liệt, vẫn có hàng trăm mẹ bầu trong các khu vực cách ly và vùng phong tỏa chuyển dạ. Hàng trăm em bé được chào đời ngay giữa tâm dịch nóng bỏng. Sinh ra trong bối cảnh dịch bệnh, chịu nhiều thiệt thòi, nhưng các bé vẫn rất kiên cường, mạnh mẽ. Tiếng khóc, tiếng cười của các con chính là niềm hạnh phúc vô bờ, dù ở giữa tâm dịch nhưng vẫn rất tròn đầy và ấm áp. Ghi nhận tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, cơ sở 1. Mỗi em bé chào đời non tháng tại buồng bệnh này đều có một hành trình kỳ diệu của riêng mình. Nguyễn Anh chào đời khi mới vừa tròn 28 tuần, chỉ nặng 1 kg, lại suy hô hấp nặng. Sau 35 ngày được chăm sóc ở phòng hồi sức sơ sinh trong khu cách ly đặc biệt này, bé Anh đã tăng được 450 gram. Giữa cuộc chiến chống COVID-19, chiến binh nhỏ bé này đang ngày ngày cùng các bác sĩ kiên cường chiến đấu với bệnh tật để một ngày được trở về bên vòng tay yêu thương của mẹ cha. Bé Anh hôm nay thì tiến triển rất là tốt rồi, cố lên con nhé. Các bác, các cô sẽ ở đây cùng cố gắng với con. Mong con ăn sữa tốt và nhanh đỡ để được về nhà với bố mẹ. Rồi, ăn no rồi ngủ ngoan nhé. Thông thường đối với bạn ấy thì khi mà các bé đang nằm ổn định, tất cả các bé mình đều có cái máy monitor theo dõi. Và các bác sẽ ngồi ở khu phía ngoài để quan sát cái máy monitor. Chăm sóc liên tục gần như 24/24. Trên chiếc bàn làm việc, tận dụng từ chính chiếc giường bệnh, bác sĩ đang gọi điện về cho người thân của bé Thân Đức Tài. Sinh non 35 tuần,
Sau một thời gian được các y bác sĩ tích cực điều trị, những tin tốt về tình trạng của bé đang được bác sĩ thông báo với gia đình. Cháu bây giờ không phải thở oxy nữa rồi, thì gia đình yên tâm thì ngày mốt ngày mai, là sang tuần tới này, là cháu được ra viện, ra bên ngoài để cho tập bú mẹ và cho ăn ngoài. Nếu tốt thì là cháu sớm là ngày mốt được ra viện. Ngành của mình thì lúc nào cũng vậy thôi, các bệnh nhân đều mình đều coi như người thân. Thì thứ nhất là cái lương tâm nghề nghiệp, thứ hai là đúng thật là khi cái có dịch bệnh thì cái tình cảm con người nó gắn kết và đoàn kết hơn, để chúng ta cùng hỗ trợ nhau. Bốn em bé trong căn phòng hồi sức sơ sinh này vừa sinh ra đã được định danh là F2 trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19. Trong hoàn cảnh đặc biệt, tình yêu thương của các bác sĩ chính là phép màu kỳ diệu để các con kiên cường vượt qua.